Vâng, và kính thưa quý vị, dòng loại này với mình là vé là 30.000 đồng. Dòng loại vé 30.000 đồng đúng không quý chị vàng? Ủa, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mua một tặng một là tờ lá vé màu vàng luôn quý vị nha, rất là vàng tươi luôn quý vị. Tức là quý vị nào muốn sở hữu trên một tờ lá vé hãy giơ tay lên để chúng em tới gần hơn để bán vé cho quý vị. Dạ rồi, chỉ cần mình giơ nhích nhẹ một đầu ngón tay giùm tụi em thôi. Một đầu ngón tay hoặc là đưa 30.000 kẹp vô giữa hai ngón tay như thế này thôi thưa quý vị nha. Vòng loại 606 ký hiệu hợp lệ. Con số 5 điểm kim hoa. Nhất lầu 19, nhị lầu 45, tam lầu 30, đọt lầu. Trời ơi, anh chuyên nghiệp quá vậy. Chuyên nghiệp dữ vậy. Dạ rồi, em tặng cho anh trai một tờ lá vé. Cảm ơn anh trai rất nhiều. Ba người lận, ba người lận. Rồi, vòng loại vậy. Các quý vị thấy những cái tay của anh em ở dưới được không anh em ơi? Tay đâu quý vị? Ai bên mình đồng nghiệp, ai cùng mình sẽ chia.
Lỡ chớp. Trời ơi. Rồi sao nữa? Vụ gì vậy? Tôi biết á. Cô về thư gửi đến quý vị đó, không phải nữa. Biết nha.